Xin chào các bạn, tên tôi là Dương Thị Minh, có mã số 2784081. Sở thích của tôi là đi du lịch và nấu các món ăn trên nồi Da Nang Amway Queen Cook. Hôm nay tôi rất vui được giới thiệu với các bạn món súp gà nấm hương thơm ngon bổ dưỡng cùng món tráng miệng bánh khoai lang tím. Nguyên liệu làm gồm có nước cốt dừa, lườn gà, nấm hương, hành khô, cà rốt, bắp ngô ngọt, hạt tiêu, hạt nêm, bột năng và mùi rau mùi, khoai lang tím, đậu xanh, đường, cùi dừa, sữa đặc, omega 3, nutrila, protein, nutrila. Nguyên liệu để làm món súp gà nấm hương. Nấm hương có nhiều vitamin, canxi, magie. Khi vào cơ thể tổng hợp được các vitamin kết hợp với thịt gà, cà rốt, ngô và protein nutrila, có khả năng miễn dịch. Các nhà khoa học Nhật Bản đã chứng minh súp gà nấm hương có khả năng ngăn ngừa ung thư, chống được viêm gan B. Khoai lang, nhất là khoai lang tím, có giảm được tác động chất béo, tăng giảm cholesterol và giảm được tiểu đường. Nguyên liệu này được đưa vào nồi Da Nang Amway Queen Cook với công nghệ Vitalox tạo màng hơi nước giữ vung nồi và thân nồi, làm thực phẩm chín nhanh, lưu giữ được hương vị, giá trị dinh dưỡng, màu sắc, kết cấu của thực phẩm, tiết kiệm năng lượng. Nhờ công nghệ Opetan với các bấu cấu trúc vỏ nồi 7 lớp đạt chứng nhận NSF vượt qua 24 tiêu chí kiểm định đặc thù nghiêm ngặt về chất liệu, chống biến màu, sốc nhiệt là dụng cụ. Phyto-nutrients.